Trước tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức rất cao, sắp tới Sở Y tế sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực này và nếu phát hiện và có bằng chứng xác minh các cơ sở y tế vẫn đang công khai xác định giới tính thai nhi và cho sản phụ biết trước, thanh tra Sở Y tế sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo ngành y tế, thực tế hầu như 100% các thai phụ đều xác định được giới tính của trẻ trước khi sinh. Ngay cả các cơ sở phòng khám đa khoa nhỏ đến một số bệnh viện lớn, việc cung cấp dịch vụ siêu âm xác định giới tính không hề khó khăn. Mặc dù đã có quy định cấm, nhưng các phòng khám vẫn có nhiều cách tinh vi để tiết lộ, như không ghi lên giấy tờ, vì thế cũng không có bằng chứng để xử phạt. Trong khi đó, tình trạng mất cân bằng giới tính đang là vấn đề rất đáng lo ngại. Vì thế, trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các chuyên đề nâng cao nhận thức, giáo dục, thay đổi hành vi về bình đẳng giới, đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt xử phạt thật nặng những cơ sở y tế vi phạm.